nước ạ. Anh tài sẽ đưa chúng ta tới giao nước. Tiếp thay bác tài cũng tiến nhanh một chút là có thịt ăn. Chị thấy đá nó lỡ sẵn rồi thấy không? Đang đục đang nẻo đó. Đó, chị dọn kỹ cho từng nhà người ta đang làm đó. Đây là chùa đó. Này, ai hỏi đi vào tìm phòng ngủ rồi hết. Không, nó bắt gửi xe ngoài đó. Đánh thẳng vào khách sạn luôn. Không, bây giờ mình đi nữa mà. Mình không lên núi. Không, mình cứ giả vờ đó, mình không bỏ phòng nghỉ lại. Núi nè. Còn chúng tôi nghỉ lại nấu nước. Bây giờ muốn ra bãi biển cho coi nấu nước chút. Thì đó, biết đánh xe được mà đó. Không, nhưng mà mình phải lên trên đó. Thôi lên sao nổi. Không, không lên núi được đâu. Mình đâu bây giờ đâu. Lên núi là đường kia kìa. Bây giờ mình ra coi cho bãi nấu nước cho. Lên núi là cả buổi sáng. Leo lên. Lên đó là phải lên 108 tầng. Leo buổi sáng về. Đi được. Có cả cái hầm, cái giếng lên trời, giếng xuống địa ngục mà. Mà có leo phải buổi sáng mới lên được. Là đường vào bãi tắm non nớt. Thu tiền đây còn thu tiền đó. Tourist, non nước. Đấy. Mình vào mình nghỉ không thu tiền. Không bắt giữ người xe ngoài đấy đó. Một là bắt chết, hai là bắt mình chỉ xe ngoài hả? Không, bây giờ mình vô mình vào mình thuê phòng. Đấy, thuê phòng nghỉ. Đây có hai ông Tây bà Đầm đang cởi trần đi ngoài đường. Đây ông Tây bà Đầm đang vào nghỉ. Trong có phòng lạnh không anh nhỉ? Có phòng lạnh không nhỉ? Đây là khách sạn gì đây? Cái tỉnh queo. Đây là nước. Khách sạn nào nữa? Dĩ nhiên là mình có phòng lạnh. Nhiều khi mình nghĩ là đây được chứ có sao đâu. Mình mai đi dài đường. Mai đi dài đường. Với cái khách sạn này phòng bao nhiêu vậy? Rồi, không có phòng máy lạnh. Mình xuống đây mình nghiên cứu phòng mà 5 đô ra tiền 8 cái rồi. Có ra đi, lội ra, Không mà ra lội coi chừng không một không kịp à. Hả? À, thâm một không kịp. Không, cứ lội không lội ra quay. Quý diễn viên đây nè. Diễn viên. Lào đây miễn có biển cho người ta phơi đêm. Cái sáng nó đẹp quá. Ờ, chứ tối nay mà không có biển phơi đêm. Thôi, Hội An đi rồi tắm biển.
Cái này về Tùng Kinh được rồi. Mà để nó không trơn, nó không trơn, Tùng Kinh khó. Mồ hôi dính vào láng ho. Đấy, láng ho, nhưng mà để nó làm kiểu này khó, nó chảy không được. Để ránh được rồi, quay phim vô rồi. Ránh ảnh coi đi giữa. Mình xem đi thôi. Mình xem đi, chúng tôi làm đi. Chỗ làm cái gì đi. Đừng đá. Không, không mắc sao. Đá đó đặc biệt. Đấy, đẹp lắm rồi. Đẹp lắm rồi. Đặng đặng là... 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 Thôi 200 nghìn, ok. Dạ, anh được đó anh. Là mỗi giờ 10 ít cho anh. Lúc tình thì ít tiền là mỗi giờ. Kêu rồi, kêu bà già ngồi ngoài kìa. À, còn bán gái nữa. Ừ. Phước Phước là kêu Phước. Gần em là ở đây đây. Ừ. Nhưng giờ em nghĩ là rút ngắn thì hay hơn. Rút ngắn hay hơn, mình lại có để vậy mình ở được ở Nha Trang.